Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, phóng sự Người gieo sắm nhỏ làm việc lớn sẽ có trong phần sau của chuyên mục. Ngay bây giờ sẽ là phần tin phản ánh hoạt động của đồng nhân dân các cấp nổi bật trong tuần qua. Mới đây, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát về tình hình kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo một số huyện và thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, ra soát, yêu cầu giải trình, làm rõ những nội dung chưa thực hiện được và giải pháp thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát cùng Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi, làm rõ tiến độ, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn tồn tại và giải pháp thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, hướng dẫn thực hiện đối với những đơn vị gặp khó khăn về tài chính, đang ngừng hoạt động hoặc chủ đầu tư đang thi hành án. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hàng năm đối với các cấp, các ngành việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn vốn để trả nợ đọng, xây dựng cơ bản theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu những ý kiến của thành viên đoàn giám sát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, tiếp tục đôn đốc và tổ chức cuộc làm việc chuyên đề về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước còn tồn tại. Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Thanh Long, huyện Hà Quảng tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 6 tháng đầu năm, năm 2020, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Thanh Long tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước tính là 1.204 tấn, đạt 99,8% tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân, đạt 540,9 trên 527,4 hectare, đạt 102,6%. Công tác xây dựng cơ bản giao thông được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã khởi công mới 2 công trình. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng, công tác giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì và ngày càng được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời đến các đối tượng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. 6 tháng cuối năm, năm 2020, xã Thanh Long sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp theo kế hoạch, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung các nguồn vốn cho các công trình xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kỳ họp đã thông qua 9 dự thảo nghị quyết gồm dự thảo nghị quyết về các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 sau sáp nhập, nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, nghị quyết về chương trình giám sát quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết về miễn nhiệm bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và một số nghị quyết khác. Hội đồng nhân dân thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thông qua các nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm năm 2020. 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội thị trấn Trùng Khánh tiếp tục có bước phát triển ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch như tổng sản lượng lương thực của thị trấn ước đạt 866 tấn, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 630 triệu đồng, 100% xóm, tổ dân phố xây dựng đường làng ngõ xóm,
tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được tập trung đẩy mạnh, đạt hiệu quả. Sau tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân thị trấn Trùng Khánh tăng cường công tác giám sát đối với công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân thị trấn, nhất là về công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 2.129 tấn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, ý kiến chất vấn của đại biểu trực tiếp tại kỳ họp với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Hội đồng dân thị trấn đã thống nhất thông qua 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ở một xóm nhỏ người Dao, xóm Rọc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, trước kia là huyện Thông Nông, 12 hộ dân 100% là hộ nghèo, nhưng họ đã đoàn kết đồng lòng, quyết tâm mở con đường xuyên qua núi đá. Điều đặc biệt, họ không có một sự hỗ trợ của một dự án nào từ nhà nước, tất cả bằng chính sức người và lòng quyết tâm. Mời quý vị theo dõi phóng sự Người Dao xóm nhỏ làm việc lớn. Tiếng khoan đập đá như một công trường nhỏ. Có lẽ tất cả những ai xem những hình ảnh này sẽ nghĩ ngay đây là những công nhân làm đường giao thông cho một dự án nào đó. Nhưng không, họ là những người dân nghèo và đều là dân tộc Dao ở xóm Rạc Rạy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, trước kia là huyện Thông Nông. Bằng chính sự đoàn kết tuyệt vời của bà con, họ vận động nhau cùng đóng góp kinh phí, công sức. 12 hộ người Sao ở xóm nhỏ trên đỉnh núi Rạc Rạy, nơi quanh năm chỉ trồng cây ngô, cây sắn, đá nhiều hơn đất. Họ đã quyết tâm tự phá đá mở đường xuyên qua núi từ xóm Rạc Rạy sang Trà Phìn với chiều dài khoảng 3 km. Tất cả đều làm bằng thủ công. Anh Trịnh Văn Lai sinh ra lớn lên trên đỉnh núi Rạc Rạy. Anh không được học chữ cũng vì do không có đường đi lại. Thất học, nghèo đói từ đời này sang đời khác. Cũng vì lý do đó đã làm cuộc sống của người dân nơi đây thêm chậm phát triển. Đã bao đời nay, người dân xóm Rạc Rạy và các xóm lân cận muốn xuống chợ hay đi bất kỳ đâu, nếu ra khỏi làng, họ phải len qua những con đường mòn, dốc đá, treo leo như thế này. Từ đời cụ, đời ông, đời bà của chúng tôi đều bò theo con đường này. Đi chợ, đi xã, đi nhà anh em, hàng xóm, làm nương rẫy cũng phải đi qua con đường này. Gùi ngô hay gánh phân hay mang con gà, con lợn ra chợ bán, chúng tôi cũng phải đi con đường này. Thật sự là đi lại rất khó khăn, vất vả. Mười hai hộ người Dao đều là hộ nghèo, nhưng họ đã vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà đã đồng lòng quyết tâm tự mở con đường xuyên qua núi đá. Trước khi làm, 12 hộ đã tổ chức họp và đều nhất trí cao. Tất cả tự giác tham gia. Điều đầu tiên là chúng tôi phải họp bà con 12 hộ trong làng để phân tích, bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định làm con đường liên thôn giữa xóm Bác Có và Lũng Tôm, nay là xóm Rạc Rạy và xóm Trà Phìn. Con đường này nếu làm xong sẽ rất thuận tiện cho việc đi lại giữa các xóm trong xã, đi nương rẫy, đi xã, đi chợ và trẻ con đi học. Để làm được con đường này, với chỉ 12 hộ dân thì tất cả người dân phải đồng tâm, đồng lòng và có quyết tâm cao. Nếu như một số địa phương, người dân còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, thì người Dao ở Rạc Rạy
mặc dù rất nghèo, nhưng họ đã cố gắng quyết tâm mở bằng được con đường. Sau khi thống nhất, mỗi hộ đã góp 1 triệu 300 nghìn đồng để mua máy khoan đá. Để có được 1 triệu 300 nghìn đồng, nhiều hộ đã phải tích góp bằng việc kiếm rau rừng hoặc cõng ngô ra chợ bán. Khó khăn và thiếu thốn, nhưng không có gì ngăn cản được họ. Sau 3 tháng thi công, bà con đã mở được 2 km đường, hiện đang tiếp tục mở thêm 1 km. Với địa hình hiểm trở núi đá, tất cả dùng bằng sức người, nhưng bà con rất vui vẻ, tự giác. Có thể thấy, bất cứ việc gì, dù khó đến đâu, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thì việc gì cũng thành công. Mỗi người dân xóm Rạc Rại đều hiểu đường và điện là hai yếu tố quan trọng để thay đổi cuộc sống của họ, giúp họ đến gần với thế giới bên ngoài hơn. Chính vì thế, 3 tháng nay, 12 hộ dân xóm Rạc Rại, tất cả đều có mặt đầy đủ trong các ngày để tham gia mở đường. Mỗi buổi ít nhất 10 người, họ nắm cơm theo, ăn tại đây để tiết kiệm thời gian. Cứ thế, họ miệt mài với hy vọng sớm có con đường mới. Bao đời nay, người dân Rạc Rại và nhiều xóm khác của xã Lương Thông mong mỏi có một con đường. Và cuối cùng, họ đã tự vượt khó để vươn lên bằng sức lực nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, bà con nơi đây vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình mở con đường này, đặc biệt là thiếu xi măng để đổ bê tông. Người Dao xóm nhỏ rất mong nhận được sự hỗ trợ của nhà nước hoặc các nhà hảo tâm để con đường sớm được hoàn thành. Mỗi hộ thường chỉ cử một hoặc hai người đến làm thôi. Buổi sáng thường thì người làm ít hơn vì phải bận lấy cỏ bò và công việc khác. Vậy nên hôm ít thì có khoảng 10 người, hôm nhiều chỉ được 20 người đến làm thôi. Sau khi người dân trong xóm chúng tôi mở đường này xong, thì rất mong nhà nước, các mạnh thường quân hỗ trợ xi măng để đổ bê tông con đường này để bà con giữa các xóm đi lại thuận tiện hơn. Đi xã họp hay có gì muốn bán ở chợ cũng dễ, không phải qua vai gánh nữa. Từ trước tới giờ, khi chưa có con đường này, thì nếu có trâu bò ngựa, cũng không thể đi được con đường này, mà phải đi đường vòng rất xa. Thời gian tới, có được con đường mới, thì đuổi trâu bò ngựa hay muốn đi xã, đi chợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong quá trình làm, bà con gặp không ít khó khăn vì vực sâu núi cao có đoạn chỉ vài mét nhưng phải mất gần nửa tháng mới hoàn thành. Người ít, nhất là mùa vụ, bà con phải tranh thủ làm việc nhà từ tờ mờ sáng. Xong việc, cả xóm tranh thủ tập trung ra làm đường. Thiếu nhân công, thiếu thiết bị phá đá, kinh nghiệm không có. Nhưng họ đã tự tìm hiểu, đo đạc như những kỹ sư cầu đường thực thụ. Khó khăn là vậy, nhưng vì ước mơ cháy bỏng của bà con nơi đây là sớm có con đường thuận lợi hơn khi xuống chợ, khi không may phải đến bệnh viện hoặc đặc biệt là thuận tiện cho trẻ nhỏ đi học chữ. Chúng tôi làm con đường này vì có nhiều lúc người dân đi lại rất khó khăn. Có lúc về chưa kịp tới nhà thì trời đã tối. Cho nên chúng tôi đã phải họp cả làng để thống nhất làm con đường này, để mong có con đường có thể xe máy đi lại được, để đi lại thuận tiện và nhanh hơn. Rất nhiều lần ở xã thông báo cho trẻ đi tiêm chủng, tôi phải điệu con trên lưng bò qua mấy quả núi này. Chúng tôi có lúc đi không kịp hoặc chưa về đến nhà, trời đã tối. Nếu làm được con đường, không chỉ 12 hộ chúng tôi được hưởng lợi, mà bà con các xóm xung quanh gần 200 hộ cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Rất là khó khăn, do ít người nên bà con thường tranh thủ trời vừa sáng là đi lấy cỏ bò, rau lợn, làm việc nhà xong mới tranh thủ đi làm đường.
Con đường hoàn thành, không chỉ 12 hộ dân xóm Rạc Rạy mà người dân các xóm lân cận cũng sẽ được hưởng lợi. Họ quyết tâm, họ đoàn kết. Đó là hai yếu tố quyết định vượt khó của người giao xóm Rạc Rạy. Nhưng họ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn vì thiếu nguyên liệu để có một con đường hoàn thành, đi lại thuận tiện hơn, như chính sự mong mỏi của người giao bao đời nay trên đỉnh núi Rạc Rạy. Chúng tôi cũng thấy rất khó khăn vất vả. Chúng tôi đã làm con đường này 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa xong. Do vậy, rất mong nhà nước hỗ trợ xi măng. Chỉ hỗ trợ mỗi xi măng thôi, 12 hộ dân chúng tôi sẽ tự bỏ công sức phá đá mở đường, đập đá, nghiền đá để đổ bê tông đoạn đường này. Bản giao. Những nếp nhà sàn giữa thung lũng, nếp dưới những lùm cây, họ vươn lên vượt khó, bền bỉ, cứng rắn như chính những cây nghiến cổ thụ trong bản. Con đường đang dần hình thành. Nếu có sự hỗ trợ từ bên ngoài, chắc chắn con đường sẽ sớm hoàn thiện hơn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Họ sẽ có cơ hội tiếp cận với xã hội văn minh hiện đại, và cuộc sống của họ chắc chắn sẽ đổi thay bởi sự cần cù, chịu khó vươn lên của mỗi người dân nơi đây. Những nụ cười tươi tắn trong mỗi buổi sớm mai, bà con lại tập trung đông đủ ở bìa rừng. Họ lại tiếp tục phá đá, mở đường bằng sức lực nhỏ bé nhưng với quyết tâm cao. Xóm nhỏ với 12 hộ dân, nhưng người giao ở Rạc Rạy đã làm được việc lớn. Không chỉ con đường mà quan trọng, họ đã đoàn kết một lòng để thực hiện ước mơ bao đời của bà con. Đó là có một con đường. Có cái răng vàng đẹp thế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri số phát sóng tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hộp thư dân cử theo địa chỉ: Ban biên tập chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri, Đài phát thanh truyền Cao Bằng số 87, Phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc qua địa chỉ email chuyên mục dân cử cb@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri số tiếp theo.